kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 29 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các tỉnh miền Bắc nằm trọn trong khối khí lạnh nên thời tiết vẫn là những ngày rét và khô hanh. Hôm nay và ngày mai trời tiếp tục duy trì nhiều mây hơn, về đêm và sáng nhiệt độ cũng không còn giảm sâu vào khoảng 15 cho đến 18 độ. Sang đến những ngày đầu tháng 12, tình trạng quang mây phát xạ sẽ lại khiến cho thời tiết có nắng nhiều vào ban ngày, nhưng về chiều tối và đêm sau khi tắt nắng, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất sẽ chỉ từ 13 cho đến 16 độ, thậm chí ở vùng núi cao nhiều nơi chỉ trong khoảng từ 5 cho đến 8 độ. Nền nhiệt cao nhất ban ngày được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ sẽ cao hơn trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Với thời tiết hanh khô như thế này, có thể khiến cho da khô nứt nẻ. Vì vậy, quý vị nên chú ý bổ sung đủ nước cho cơ thể, chỉ nên dùng nước đủ ấm và tắm trong thời gian ngắn. Mang theo một số vật dụng để bảo vệ da như là mũ và khăn che mặt, găng tay, tất. Đến với các tỉnh miền Trung, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, thời tiết không có nhiều khác biệt so với miền Bắc. Ban ngày trời có nắng cùng với nền nhiệt trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa dông trong 3 ngày tới. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9. Trong đó, vùng mưa lớn được dự báo sẽ là các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa. Tổng lượng mưa ước tính toàn đợt lên đến 200-400mm. Trên các sông thuộc khu vực này xuất hiện lũ kèm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Người dân nơi đây cần hết sức lưu ý đề phòng. Còn về nền nhiệt, nhiệt độ tại khu vực Bắc Trung Bộ vẫn ở ngưỡng rét chỉ từ 20 cho đến 22 độ và từ 22 cho đến 27 độ tại khu vực Trung Trung Bộ. Còn ở các tỉnh của cực Nam Trung Bộ, nền nhiệt vẫn ổn định trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Ở phía Nam trong 3 ngày tới, khu vực Tây Nguyên, thời tiết phổ biến mây thay đổi, ngày có nắng, nền nhiệt ít biến động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, tại các tỉnh ven biển trong 3 ngày tới có khả năng tăng mưa hơn, do vậy bà con cần hết sức lưu ý đề phòng dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ tại đây vẫn ổn định trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, đêm và sáng trời phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét, vùng núi cao có rét đậm. Nhiệt độ cao nhất toàn miền dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực ở phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12, thời tiết duy trì trạng thái ít mây, phổ biến không mưa ngày nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nền nhiệt vẫn ở ngưỡng rét chỉ từ 21 cho đến 24 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới trời nhiều mây có mưa rải rác, riêng ở phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét với nền nhiệt chỉ trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Các tỉnh thành ở phía Nam khu vực nền nhiệt cao hơn một chút, dao động trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ. Xuôi xuống khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, thời tiết duy trì nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông trong cả 3 ngày tới. Nền nhiệt toàn miền chỉ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Các tỉnh cực Nam Trung Bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Chuyển lên vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết ổn định với trạng thái mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ít biến đổi, dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại các tỉnh ven biển miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ban ngày trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12, thời tiết duy trì trạng thái ít mây, phổ biến không mưa ngày nắng, trời rét. Nền nhiệt vẫn ở ngưỡng rét, chỉ từ 22 cho đến 25 độ. Đến với những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau đó kết hợp với không khí lạnh được tăng cường, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Tàu thuyền cần tìm nơi neo đậu an toàn trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi này. Khu vực Nam Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa, còn có gió Đông Bắc cấp 5, mưa dông có xu hướng lan rộng, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bà con ngư dân cần thận trọng khi ra khơi trong thời tiết này.
Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.